và các con, hôm nay cô và các con cùng học tiếp tập làm văn bài lập chương trình hoạt động trong sách tiếng Việt lớp 5 tập 2, trang 32, tuần 21. Tiếp tập làm văn bài lập chương trình hoạt động. Bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu đề bài nhé. Đề bài: khi xây dựng chương trình công tác của liên đội trong năm học, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau đây. Hoạt động thứ nhất, hội trại chúng em tiến bước theo đoàn nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Hoạt động 2, thi nghi thức đội. Hoạt động 3, triển lãm về các chủ đề bảo vệ môi trường, yêu hòa bình, uống nước nhớ nguồn. Hoạt động thứ tư, quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai. Hoạt động thứ năm, gặp gỡ giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa hoặc với các bạn thiếu nhi quốc tế đang sống và học tập ở Việt Nam. Em hãy đặt chương trình cho một trong các hoạt động nói trên hoặc cho một hoạt động khác mà trường em dự kiến tổ chức. Muốn làm được bài này, các con cần phải nắm yêu cầu của đề bài. Vậy yêu cầu của đề bài là gì? Đặt chương trình cho một trong các hoạt động nói trên. Đề bài này là một đề bài mở, thì chúng ta có thể lập một chương trình hoạt động khác mà nhà trường em dự kiến sẽ tổ chức. Ở tuần trước các con đã học lập chương trình hoạt động rồi. Bây giờ muốn lập một chương trình hoạt động, cô muốn các con nhớ lại. Muốn lập một chương trình hoạt động thì các con phải có hai phần. Phần thứ nhất, cấu tạo chương trình hoạt động. Ở phần cấu tạo chương trình hoạt động này, các con có 3 phần. Phần thứ nhất là mục đích, phần thứ hai là phương công chuẩn bị, phần thứ ba là chương trình cụ thể. Hai là tiêu chí đánh giá chương trình hoạt động. Chúng ta có 5 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, trình bày đủ 3 phần của chương trình hoạt động, được 2 điểm. Tiêu chí thứ hai, mục đích rõ ràng, được 2 điểm. Tiêu chí thứ ba, nếu được các công việc, phân công công việc đầy đủ, được 2 điểm. Tiêu chí thứ tư, chương trình cụ thể hợp lý, được 2 điểm. Tiêu chí thứ năm, trình bày rõ ràng, được 2 điểm. Ở phần trình bày rõ ràng, khi các con trình bày, thì các con có trình bày to, rõ, mạch lạc, trôi chảy và diễn tả của các em nhé. Để giúp cho các con làm được một chương trình hoạt động, cô có một số gợi ý. Thứ nhất là các con cần tìm hiểu yêu cầu của đề bài. Ở bài tập này, các em có thể lập một chương trình hoạt động cho một trong năm hoạt động mà sách giáo khoa đã nêu, hoặc lập chương trình hoạt động cho một hoạt động khác mà trường mình dự kiến sẽ tổ chức. Thứ hai, các con sẽ lập chương trình hoạt động này. Muốn lập được chương trình hoạt động này thì các con nhớ lại cấu tạo của chương trình hoạt động gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mục đích. Phần thứ hai, phân công chuẩn bị. Phần thứ ba là chương trình cụ thể. Để giúp cho các con làm được bài này, cô có một số gợi ý. Cô có gợi ý thứ nhất, chương trình quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân ở các vùng bị thiên tai. Một, mục đích giúp đỡ thiếu nhi và nhân dân vùng bị thiên tai.
thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. 2. Các việc cụ thể, phân công, nhiệm vụ. Họp lớp thống nhất nhận thức, lớp trưởng. Nhận quà, muốn tổ trưởng, ghi tên các bạn tham gia số lượng. Đóng vốn, chuyển quà, nộp cho nhà trường là lớp trưởng, lớp phó và muốn tổ trưởng. 3. Chương trình cụ thể. Chiều thứ 6, 20 tháng 3, họp lớp. Thứ nhất, phát biểu ý kiến, kêu gọi ủng hộ. Thứ hai, trao đổi ý kiến, thống nhất lời hòa. Thứ ba, phân công nhiệm vụ. Sáng thứ hai, ngày 23 tháng 3, nhận quà. Chiều thứ hai, 23 tháng 3, đóng gói nợ nhà trường. Ngoài ra, cô còn có một gợi ý nữa. Cô đặt cho các con chương trình tham gia công viên nước Đầm Sen. Một mục đích: vui chơi, giải trí, gắn bó tình cảm với bạn bè tập thể. Hai, công việc, phân công, nhiệm vụ. Ban tổ chức, lớp trưởng, lớp phó và bốn tổ trưởng. Chuẩn bị. Thời gian đi tham quan 23 tháng 3. Học sinh đăng ký tham quan bốn tổ trưởng ghi tên, số lượng. Mang theo các vật dụng, đồ bơi, dầu gội, tăng lượng, v.v. Dụng cụ y tế, bông băng, dầu gió, thuốc. Ba, chương trình cụ thể. 6 giờ, học sinh tập trung tại trường, giáo viên, lớp trưởng, lớp phó điểm danh. 6:30, 8:30, học sinh di chuyển ra về. Cô xin lỗi, di chuyển ra xe và tham quan bảo tàng. 8:30, 9:30, di chuyển đến công viên nước Đầm Sen. 9:30 đến 10:30, các em tắm hồ bơi. 10:30, ăn trưa và nghỉ ngơi. Lớp trưởng, lớp phó và bốn tổ trưởng theo dõi. 11:30 đến 14:00, các em tắm hồ bơi. 14:00, ăn xế. 14:30, di chuyển lên xe ra về. 15:30, về nhà. Dựa vào phần gợi ý của cô mong rằng các em sẽ gặp được một chương trình hoạt động mà các em chọn. Chúc các em làm bài tốt nhé. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở bài sau.